Rồi, phép chào anh chị nha. Thì hôm nay mình xin phép gửi đến chị video nói về cách xem những người mà có những cái dấu hiệu này á, trên bàn tay á, thì chắc chắn người ta sẽ là giàu có, phú quý, ha, làm lãnh đạo nha, đó, làm quan chức. Thì anh chị cũng biết là cái hình vuông ha, cái hình vuông này á thì đây, mình phải canh chị cái hình vuông này đây, trên bàn tay thường thường nó sẽ xuất hiện hình vuông. Thì cái này người ta gọi là cái khu vực này nè, ngay cái gò nè, ngay gò nguyệt nè anh chị. Đây, khu vực gò nguyệt ở đây. Hình vuông xuất hiện ngay gò nguyệt nè. Đó. Thì cái gò nguyệt này á thì người ta gọi cái cung này là cung càn. Càn là trời ha. Trời là thiên. Rồi, thứ nhất cái hình vuông này á, mà hồi xa xưa người ta gọi là giống như là cái ấn của nhà vua đó anh chị ha. Đó, cái ấn nên là cái khu vực này nè, khu vực này trời nè, thiên nè, cái dấu hình vuông này thì là ấn, gọi là khu vực này, gọi biểu hiện này người ta gọi là thiên ấn đó. Thì khi mà cái khu vực này nè, ngay gò nguyệt này anh chị, nếu mà anh nguyệt anh chị mà thấy cái nó xuất hiện một hình vuông như thế này nha, thì cái này mà nó phải là độc lập nha anh chị, không dính dáng gì tất cả các đường khác, phải độc lập đó, thì gọi là thiên ấn. Thì những người mà có cái đi cái này á, đầu tiên á người ta rất là giỏi về về văn chương ha, nói về văn chương người ta rất là giỏi ha. Đa phần những người mà tự nhiên trên bàn tay mà họ xuất hiện có hình vuông ngay cái gò 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 nguyệt này, cung càn ở đây đó, thì những người này chắc chắn họ sẽ làm quan. Ví dụ như trong công ty họ thì chắc chắn đang làm vậy đó, đang làm ví dụ như công nhân bình thường thôi, tự nhiên sẽ thăng chức lên làm quan ha, làm ví dụ là làm quản lý lãnh đạo gì đó. Đó, hoặc là những người mà đa phần mà ví dụ như có tự nhiên xuất hiện bằng tay này, thì trong thời gian tới á, người này chắc chắn họ sẽ tự bản thân họ lập nghiệp, xây dựng lên công ty hay gì đó mà công ty này rất là phát triển lớn mạnh ha. Những người bình thường thôi á nha, người bình thường không có gì trong tay á, tự nhiên nếu mà xuất hiện lên cái dấu thiên ấn này nè, đó thì những người này á, đó, không giàu sang phú quý mới lạ ha. Đây là cái dấu thiên ấn anh chị xem ha. Rồi, nếu như mà đây là trường hợp thứ nhất, nếu mà cái thiên ấn này, thiên ấn là nằm ở đây. Còn thường ấn là sao? Thường ấn là những cái, ví dụ đường chỉ tay tay mình sẽ vẽ đường cái đường thường ấn như thế này, những cái mà nó không độc lập mà nó sẽ cắt ngang, thường ấn là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái đường khác, nhưng mà nó cũng mang lại tài lộc. Tại vì mình đang xét cái vấn đề là đường chỉ những cái dấu hiệu tài lộc dành cho những người nào mà có xuất hiện như này. Đây thì anh chị nếu xem, thì nếu như mà hình vuông anh chị thấy, nếu như mà nó xuất hiện ở cái phần này đây, cái đường tình cảm này anh chị, đó xuất hiện một hình vuông như này. Xét về mặt tình cảm á, trong thời gian này ha, trong thời gian nhất định như này, thì cái về mặt người tình cảm của người này á đang gặp vấn đề, bị rắc rối, gia đình có thể bị xáo trộn lên ha, vợ chồng thì ghen tuông, có thể là vợ bỏ đi hay gì đó. Nhưng mà đây mình đang xét về cái vấn đề về tài lộc ha. Thì nếu như mà nó xuất hiện ở đây á, thì thứ nhất người này có một quyền lực nhất định, ví dụ đâu công ty đừng có một quyền lực thứ nhất ha. Những người này đang xuất hiện này tự nhiên là phú quý giàu có tới với người này giống như là sau cơn mưa trời lại sáng ha. Đó, ví dụ như thường 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 là thì ví dụ như bài trong bài bạc thôi, ví dụ như anh chị mang những vụ quýnh bài đi ha, ví dụ như quýnh bài, ví dụ như đang tình duyên tốt thì quýnh bài không ăn, ví dụ nhớ vậy chẳng chẳng vậy vậy đó, vậy đa phần là như vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai anh chị để ý thêm ngay cái đường sinh mệnh này nè, đây đường sinh mệnh đây, sinh mệnh này thì tương ứng cái đường sinh mệnh này nó xuất hiện có một hình vuông nữa, á giống như tương 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 tự bên bên cái hình bên này, bên 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 được tình cảm gì đó. Thì sao? Thì trong cái khoảng nói về về sức khỏe, thì trong cái khoảng thời gian này tại vị trí này á,
tương ứng á, cái tuổi này thì người này sẽ bị gặp vấn đề về tai họa, à, nhất định thời gian thôi. À, nhưng mà xong cái giai đoạn này á, tự nhiên á, thì cái này sẽ người này sẽ gặp phúc. À, thì trong cái giai đoạn sau này á, tự nhiên người này sẽ thứ nhất là tự nhiên là sẽ có giàu có lên, hoặc là tự nhiên là đang làm đang ấy xong được làm quan tiến chức, à, làm trong công ty được lên làm quan, à, làm lãnh đạo chẳng hạn vậy. Thì đây là những cái dấu hiệu mà tuy ha là xấu nhưng mà tốt, tuy là xấu về ví dụ như đây nó xấu về tình cảm nhưng mà chỉ trong một khoảng nhất định thôi, đây cũng là ví dụ về sức khỏe trong một khoảng định đó, nhưng mà sau giai đoạn này thì những người này thường thường đó, sẽ giàu có phú quý lên ha, sau cơn mưa trời lại sáng vậy đó. Đó, đây là dấu hiệu của những cái gọi là giàu có phú quý dành cho những người mà có dấu hiệu này ha, một tay này nha. Đó, thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video nha. Lần sau mình sẽ nói rõ hơn về những cái đường mà gọi là giàu có nữa. Ví dụ như cái đường văn, à, văn ví dụ như anh chị thấy đôi lúc anh chị văn kim hoa giống như đó, 6 cái này này, không ai ngôi sao. Đó thì nó mô tả như thế nào, vị trí nó ra làm sao, thì có nếu mà anh chị nào mà có những biểu hiện thì sẽ tài lộc như thế nào luôn nha anh chị nha. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video nha. Chào anh chị.